Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để được kết nối, tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu. Đây là thông tin được Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản đưa ra nhân triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến việc thiết lập hệ thống cung ứng bền vững, tin cậy thông qua việc đa dạng hóa cơ sở sản xuất mà Việt Nam là điểm đến hấp dẫn. Vì vậy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang có cơ hội rất lớn được cung ứng sản phẩm cho các tập đoàn toàn cầu, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị của họ. Tôi nghĩ rằng sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm đến Việt Nam. Điều quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản là thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào, sản phẩm linh kiện có đáp ứng tiêu chuẩn, cung ứng đầy đủ không. Các doanh nghiệp Việt nên tích cực quảng bá điểm mạnh của mình để có thể kết hợp với các đối tác. Ngoài ra, việc kết nối chặt chẽ hơn với các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài đang đứng chân tại Việt Nam còn giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể tham gia xuất khẩu tại chỗ sản phẩm của mình. Từ đó, hình thành nên các chuỗi cung ứng bền vững, hiệu quả, ổn định cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Nhưng quan trọng là doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Theo Nghị định 125/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mới được Chính phủ ban hành, vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt đến 25 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời gian từ 1 đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 đến 60 ngày. Phạt tiền từ 8 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. Với kinh phí hỗ trợ được triển khai kịp thời, các thiết bị đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các đề án khuyến công triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những kết quả tích cực, từng bước góp phần tạo động lực lớn cho các cơ sở công nghiệp, nông thôn, đầu tư phát triển. Thực hiện đề án hỗ trợ khuyến công quốc gia và địa phương giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai trên 120 đề án với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện trên 20 đề án hỗ trợ khuyến công với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Thông qua đề án, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đầu tư tiếp cận và chuyển giao ứng dụng máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Để khắc phục những bất cập này, vừa qua Sở Công Thương đã chủ động tinh gọn các thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt đề án. Ngoài ra, với sự chủ động, linh hoạt của các địa phương trong việc lồng ghép các chương trình, đề án với chương trình khuyến công đã tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, dựa trên nguồn thông tin thu thập qua kết quả điều tra cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp, dân doanh về chất lượng cơ sở hạ tầng tại các tỉnh, thành phố, kết hợp với một số dữ liệu thống kê, chỉ số cơ sở hạ tầng mặc dù không nằm trong 10 chỉ tiêu thành phần của PCI. Tuy nhiên, đây lại được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Chỉ số cơ sở hạ tầng được đánh giá dựa vào 4 thành phần chất lượng của lĩnh vực hạ tầng cơ bản liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là các khu, cụm công nghiệp, đường giao thông, các dịch vụ tiện ích cơ bản như viễn thông, năng lượng, tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin. Bình Dương là tỉnh đứng đầu chỉ số cơ sở hạ tầng năm 2019 và cũng là tỉnh liên tục dẫn đầu chỉ số này trên cả nước từ nhiều năm nay. Thái Nguyên đứng vị trí thứ tư trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, được các doanh nghiệp đánh giá có cơ sở hạ tầng tốt nhất năm vừa qua. Công ty cổ phần Aluminium Hàn Việt có nhà máy xây dựng tại khu công nghiệp Điềm Thụy, chuyên sản xuất các loại phôi nhôm billet phù hợp với các sản phẩm đúc ép có công suất 5.000 tấn một tháng. Hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để chính thức ra mắt sản phẩm vào tháng 11 năm nay. Theo đại diện của công ty cho biết, ngoài sự giúp đỡ của các sở ban ngành trong việc thực hiện các thủ tục thành lập công ty, thì cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành của công ty. Về các cơ sở hạ tầng, ví dụ như điện, đường, rồi nước,
với môi trường, thì với cái địa bàn của công ty tôi thì rất là thuận lợi. Thứ nhất là ra đây một cái là khu cao tốc lên rất là thuận tiện. Thứ hai là cái mặt hàng của tôi đi tới các cái nhà máy sản xuất cũng rất thuận lợi. Kết quả điều tra năm 2019 tiếp tục ghi nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa chất lượng điều hành và cơ sở hạ tầng của các địa phương. Theo đó, những địa phương có chất lượng điều hành tốt sẽ có xu hướng chất lượng cơ sở hạ tầng cao hơn. Điểm số trung vị của chỉ số cơ sở hạ tầng năm 2019 tiếp tục ghi dấu mốc cao nhất qua các năm, 68,45 điểm, vượt qua mốc cao nhất từng có trước đây là 66,06 điểm. Đặc biệt, trong số các chỉ tiêu của cơ sở hạ tầng qua các năm, chất lượng viễn thông và chất lượng đường truyền Internet là các chỉ tiêu có điểm trung vị cao nhất nhờ sự đầu tư đồng bộ của các đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông. Trong chiến lược phát triển của Viettel thì có cái việc mà chiến lược phát triển hạ tầng. Thì khu nghiệp trong những lĩnh vực mà ưu tiên hàng đầu của Viettel Thái Nguyên trong cái việc mà đầu tư hạ tầng. Vì bản chất này, như mọi người cũng biết, đối với cả các khu nghiệp mà khi muốn thu hút đầu tư của đặc biệt là các nguồn vốn FDI ấy, thì nhà đầu tư người ta đòi hỏi một cái chất lượng hạ tầng cũng rất là đa dạng. Thế, hạ tầng thì không chỉ ưu tiên là một đơn vị cung cấp mà nó chắc chắn là phải có hai, ít nhất là từ hai đơn vị cung cấp lên, để cho là cái khi mà vào mà sản xuất ấy, thì doanh nghiệp mà khi người ta bị một đơn vị nó mất mạng thì có thể là cái đơn vị cái mạng kia nó sẽ bổ trợ để tránh người ta bị gián đoạn trong cái việc sản xuất. Nên cái này cũng một trong những cái mà trong năm 2020 vừa rồi là Viettel Thái Nguyên cũng tập trung đầu tư vào gần như tất cả hạ tầng khu nghiệp. Hiện tại là Viettel Thái Nguyên đều có hạ tầng cả. Với 6 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích 1.420 ha, Thái Nguyên đã dành nhiều nguồn lực đầu tư xứng đáng để phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp. Tính đến nay đã có 236 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8,5 tỷ đô la Mỹ và 16.000 tỷ đồng. Trong các khu công nghiệp, hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, an ninh, phòng cháy chữa cháy được đầu tư và vận hành đồng bộ. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp chính là kết quả của quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Về xây dựng hạ tầng thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái doanh nghiệp mà đầu tư xây dựng hạ tầng là phải đẩy nhanh các cái tiến độ xây dựng với một kết cấu đồng bộ hiện đại để tạo những cái quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy nhanh cái công tác quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng tăng cường lựa chọn các cái nhà đầu tư có tiềm năng, có công nghệ tốt, có thế mạnh để đầu tư vào việc xây dựng để hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng, làm sao cho chúng ta tạo được một cái quỹ đất tốt nhất với hạ tầng đồng bộ nhất. Nhiệm kỳ 2020-2025, Thái Nguyên tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Điều này tạo nền tảng quan trọng trong việc thu hút đầu tư trong giai đoạn mới của địa phương. Thái Nguyên là một cái không gian đầu tư rất là thuận lợi và có cái hạ tầng đang phát triển ngày càng nhanh chóng. Thì nếu định vị như vậy thì Thái Nguyên hiện nay có lẽ hướng đến cái dòng đầu tư mà có chất lượng cao. Những dòng đầu tư mà không chỉ về số lượng vốn mà vấn đề là hàm lượng công nghệ, vấn đề là ô nhiễm môi trường được giảm thiểu và đóng góp ngân sách cao. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và chất lượng điều hành kinh tế địa phương luôn có sự tương quan lẫn nhau. Một cơ sở hạ tầng tốt sẽ giúp các nhà đầu tư tạo ra các cơ hội và thị trường, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.